Thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em, tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức trao 47 máy tính bảng cho học sinh lớp 9, lớp 12 thuộc hộ nghèo của ba huyện Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức. Ông Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đến dự. Trong đợt này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao máy tính cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đức Hòa, 29 học sinh của huyện Đức Huệ và 7 học sinh ở huyện Bến Lức. Tổng kinh phí là hơn 206 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các trường học đều tổ chức cho học sinh học trực tuyến. Tuy nhiên, có không ít những gia đình vì điều kiện khó khăn nên không thể trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ việc học theo hình thức này. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh mong muốn các em học sinh phấn đấu hơn nữa để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sử dụng hiệu quả những suất quà nghĩa tình này. Tại huyện Tân Thạnh, chương trình Sóng và Máy tính cho em cũng tổ chức trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Tân Thạnh, Thạnh Quá, Mộc Quá và thị xã Kiến Tường. Đợt này có 46 học sinh lớp 9 và 12 của 4 đơn vị huyện thị xã được trao máy tính bảng. Đồng thời các em cũng được tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT Long An hỗ trợ thêm tập viết và một sim Vinaphone. Sóng và Máy tính cho em là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học trực tuyến, đảm bảo học sinh không được đến trường do không có phương tiện học tập và tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, chương trình còn mang thông điệp thích ứng phù hợp trong điều kiện hiện tại. Chương trình cũng góp phần truyền đi năng lượng tích cực đến với cộng đồng, qua đó xây dựng thành công xã hội học tập. Tại huyện Tân Hưng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Long An và hôm nay đã đến thăm và trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Điền B. Mỗi suất gồm một thẻ bảo hiểm y tế và 10 quyển tập. Tổng trị giá 20 suất học bổng là 14 triệu đồng. Ngoài ra, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Điền B còn vận động cán bộ, giáo viên toàn trường đóng góp mua 10 bộ sách giáo khoa lớp 6 để trao tặng cho 10 em học sinh đầu cấp có hoàn cảnh khó khăn của trường với tổng số tiền là 6 triệu đồng. Hôm nay em cảm thấy rất là vui khi nhận được món quà ý nghĩa này. Em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cùng ban giám hiệu nhà trường, xã, cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho chúng em. Những số học bổng là món quà ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, mạnh thường quân đối với học sinh khó khăn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Điền B, một ngôi trường thuộc xã biên giới của huyện Tân Hưng. Qua đó, giúp cho các em có thêm điều kiện để học tập tốt hơn.